Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu như người đã tiêm tại đơn vị chưa được nhập thông tin lên trên hệ thống, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thật ra tình hình này thì không chỉ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà còn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng như vậy. Để tìm hiểu thực tế này thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với ông Đỗ Công Anh, là Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Và hiện ông cùng với các cán bộ của Trung tâm Công nghệ phòng COVID-19 quốc gia đang ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam triển khai công nghệ để phục vụ cho việc chống dịch. Thưa ông, khá nhiều người dân phản ánh là họ đã tiêm nhưng mà chưa có thông tin trên sổ sức khỏe điện tử hoặc là thông tin bị sai. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn nguyên nhân của vấn đề này ạ? Về cái nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 thì đã được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7. Tuy nhiên thì tại một số địa phương do là triển khai gấp và yêu cầu tiêm nhanh nên là cơ sở tiêm chưa kịp thực hiện, mà người dân khi tiêm xong thì cài đặt sổ sức khỏe điện tử và không thấy là mình có cái chứng nhận. Có thể như là người dân khai hoặc là cán bộ nhập thiếu, nhập sai số căn cước công dân, nhập sai số điện thoại hoặc là chỉ nhập năm sinh. Thì mọi người cũng nên coi đây là cái quyền lợi của mình, cần cẩn thận và khai thông tin đầy đủ khi đăng ký tiêm. Và khi tiêm thì đề nghị cái cơ sở tiêm được cập nhật thông tin của mình lên nền tảng. Vâng, vậy Trung tâm Công nghệ có giải pháp gì để xử lý vấn đề này khi mà sắp tới nhiều địa phương dự kiến sẽ triển khai thẻ xanh QR để cho phép người dân có thể hoạt động trở lại? Và về việc này thì Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông thì đã nhiều lần đôn đốc các bệnh viện, các cơ sở tiêm cần nhập dữ liệu hồi cứu và sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu. Thì trong trường hợp mà người dân thấy thông tin của mình bị sai, bị thiếu thì có thể liên hệ với cái cơ sở mà mình đến tiêm và đề nghị họ nhập dữ liệu lên hệ thống. Hoặc là có thể một phương án khác, đó là lên cái cổng tiêm chủng quốc gia tại tên miền là tiêm chủng covid19.gov.vn vào mục phản ánh để phản ánh về cái thông tin sai sót mà mình nhận thấy. Thì thông tin phản ánh sau đó sẽ được chuyển đến cái sở y tế của địa phương, các cái cơ sở y tế có liên quan để mà xác nhận, cập nhật lại cho chính xác. Thì rất mong các sở y tế, các cơ sở tiêm bố trí nhân sự để triển khai việc cập nhật dữ liệu phục vụ người dân và địa phương. Từ đó thì kiểm soát được tình hình khi mà nới lỏng giãn cách. Vâng, lát nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật lại những thông tin về ông Đỗ Công Anh. Vâng, đúng như là ông Đỗ Công Anh vừa đề cập, do số lượng người tiêm quá đông cùng một lúc nên một số cơ sở y tế chưa kịp cập nhật thông tin lên hệ thống. Vì vậy, người dân có thể tự điền thông tin của mình và gửi đến cổng thông tin tiêm chủng phòng COVID-19 để được cập nhật các mũi tiêm. Việc gửi yêu cầu cập nhật chỉnh sửa thông tin có thể thực hiện trên máy tính hoặc là trên điện thoại thông minh, cụ thể những bước như sau. Bước đầu tiên thì quý vị truy cập vào đường dẫn là tiêm chủng covid19.gov.vn và chọn mục phản ánh thông tin. Bước 2 là điền đầy đủ thông tin cần thiết như là họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, điện thoại, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, lựa chọn một trong 3 loại phản ánh phù hợp. Thứ nhất, đó là tôi đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm. Thứ hai là tôi đã tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1. Và thứ ba đó là tôi đã tiêm cả 2 mũi nhưng chưa có chứng nhận tiêm mũi 1 và mũi 2. Bước 3 là điền thông tin của mũi tiêm và tải ảnh, chụp hoặc là file giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Bước 4 là nhập mã xác nhận và bấm nút gửi phản hồi. Còn bước thứ 5 là nhập mã OTP nhận được từ số điện thoại cung cấp tại bước 2 vào phần xác thực OTP và bấm xác nhận để kết thúc phản ánh. Vâng, nhìn trên màn hình thôi thì chúng ta đã có thể thấy là có quá nhiều ứng dụng liên quan đến dịch bệnh như thế nào rồi. Để cập nhật thông tin, khai báo y tế hỗ trợ phòng chống COVID-19 trên điện thoại thông minh, hiện thì nói không quá là có tới hàng tá ứng dụng khác nhau. Thậm chí loạn app là phàn nàn của người dân khi mà không biết nên chọn ứng dụng nào. Mỗi đơn vị yêu cầu khai báo thông tin cá nhân một kiểu, dẫn đến bất cập và gây bất tiện cho người dân. Hiện tôi có 3 app, chả biết nên dùng cái nào. Tôi cài 4 app trên điện thoại, không biết cái nào là chính thức. Hôm nay app này, ngày mai lại ra app khác, giờ không biết cài app nào luôn. Chỉ cần một app khai báo y tế, trong đó nhiều nội dung để người dân lựa chọn cho phù hợp và đầy đủ là được. Đây chỉ là một vài trong hàng loạt ý kiến liên quan đến cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử toàn dân, truy vết và quản lý tiêm chủng. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông,
Việt Nam hiện có khoảng 20 phần mềm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Mỗi ứng dụng đều yêu cầu khai báo thông tin cá nhân và cho ra một mã QR mà thiếu kết nối với nhau. Trở lại với những thông tin từ ông Đỗ Công Anh. Trước thực tế có quá nhiều ứng dụng khác nhau như chúng tôi vừa nêu, thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là tích hợp thành một ứng dụng duy nhất. Vậy thì công việc này đang được triển khai như thế nào ạ? Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì để tích hợp những cái tính năng và dữ liệu của các cái ứng dụng phòng chống Covid hiện nay để tạo thành một cái ứng dụng duy nhất, từ đó tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình nới lỏng giãn cách và đưa xã hội trở về bình thường mới. Hiện nay, Trung tâm Công nghệ Phòng chống Covid quốc gia thì cũng đã có phương án và đang khẩn trương xây dựng cái ứng dụng này, và sau đó sẽ tích hợp dữ liệu với các dữ liệu của những cái ứng dụng hiện tại. Chính vì vậy thì khi sử dụng cái ứng dụng mới thì người dân sẽ không phải khai báo lại những cái thông tin mà dữ liệu cũ từ những cái app cũ mà người dân đang sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế sẽ được tích hợp lên cái ứng dụng mới này.